Cho gọi cho đây đang làm món thịt trống nha mọi người. Mâm này làm một mâm này luôn chắc đủ rồi. Đây là làm một món thịt trống nha, với lá chanh, với cái gì nữa, bắp lúc này đang chuẩn bị bưng rồi tôm tắc đây nha. Hồi nãy đánh tiết đây này, thịt lợn. Còn các vị nhìn là mấy cái mùi này thì để từ từ vào sắt. Em ơi lấy ớt nhiều nhiều không em ơi? Thêm rồi. Bát nữa không? Đây, khán giả bên này là rất là đông luôn. Đang chờ món. Đang chờ món. Đang chờ ăn món này này. Đây nha. Là một con heo nóng. Đây. Nóng. Rồi dạ. Dạ phục rồi đi. Làm heo nóng. Làm heo nóng. Rồi ớt. Mật lúc em này lại dày cây này. Dạ rồi. Mật lúc em mệt. Rồi đừng cầm hai tông ở tấm tạ là tấm sạ này. Đừng cắt này. Đừng kêu. Nhiều quý vị nói là ớt tiền vẫn còn ít tiền, lấy thêm nữa thì nó nhiều vào lấy khối vào. Đấy, bắt đầu quý vị là gã xong bắt đầu mới sôi. Tao hoang cái vẹt nó vật gì. Mà ớt thì phải bẻ. Rồi bên này thì đang thái mỏng nhá. Mỏng cho nó dễ ăn. Cái này gọi là heo nóng nhưng mà có biết chanh mấy này mất vị nóng rồi. Dạ có cà phê. Em lấy trái chanh này em ơi. Lấy hai quả chanh luôn. Hai quả chanh này, ấm sâm này. Ớt nhiều ăn ngon. Thịt thơm ngon nhỉ. Gọi là không thịt, còn gì gọi là tươi hơn nữa. Là thịt lấy từ trong bụng cơ xương. Cơ xương đó. Xiên lạch bọn ta. Không biết. Thịt lấy từ cơ xương con này đấy hả? Từ chỗ này này. Trong bụng nó đấy. Bên cốc. Ngon đấy. Đây ớt đây ui. Kiểu này là gọi là ớt lá chanh cơ này. Ớt lá chanh. Bắt đầu dã này. Đó, quý vị xem. Mà nó tiêu ớt này. Cũng lạ lạ thì vật nó lạ. Mà nó tiêu ớt này một địch. Mẹ nó tiêu ớt này. Chưa ăn mà thấy ớt chanh này là thấy cái miệng nó nút. Thấy mùi thơm là ngon rồi nó. Nút miếng rồi. Tươi nó sống là sống đây là mất thì mất chất gọi là thịt nóng rồi bây giờ là thịt sống rồi. Quán bắt rồi cái đoạn đấy thì rồi đây là gì đây là đồ tiết nhá. Đầu tiên là sắt thịt xong là thịt sống thịt sống luôn đây tiết. Rồi, tới là đổ ớt nha. Nó là siêu cay luôn.
Nè, nè, nè. Vừa thôi. Rồi, vừa quả nước. Rồi, trộn đều. Quá hấp dẫn luôn. Nhìn thèm quá. Tổ của tèn ly nữa rồi, kiếm cái ly đi. Anh cứ... Chọc lên rồi. Chọc lên rồi. Chọc lên rồi. Đây thử thôi. Đây. Ngại gì nữa? Cho mình ăn là món cái miếng đầu tiên kìa. Rồi, ngon không? Được không? Được. Mà cái cay lắm. Cay lắm. Rồi, ăn đi, thử đi. Ngon lắm. Ai à. Thế là chắc là đi lẻ. Rồi, mình cũng thử một miếng nha. Đây. Tươi ngon 100% nhá. Có bao con nhỏ. Quay. Vui được vị lên. Hả? Bên này thì có thịt luộc nhá. Rồi. Bên này luộc chấm ăn này, chấm muối ớt. Em nữa mời anh em là tập rất giọng qua. Được rồi. Rồi. Đấy, anh em tập trung hết rồi, vào ăn hết rồi. Anh em, anh em cô gì cho bắt có hết. Rồi, chia phần nè. Chia cho ai đây? Chia bên phụ nữ. Ồ, chia bên phụ nữ nha. Đây, phụ nữ có chia ít rồi. Đây là phần đàn ông nha. Rồi một miếng. Rồi. Rồi rồi rồi. Em là từ Brắc. Đấy. Cũng thăm gia đình là bên Trung Đông. Về gia đình thì chủ tịch thì ăn món đầu tiên. Món ăn sống luôn. Còn thịt sống kín chưa? Nguyên chất ngon luôn. Vô đấy. Vô. Mời em. Sống. Mà ăn là rất cao. Ăn nguyên chất, ăn thịt sống mà. Ăn thịt sống, nguyên chất, thật. Ăn cái này phải ngồi đứng mới ăn, cho mới hấp dẫn được. Đây là ăn một đùa không ngon đâu, phải là cầm tay này ăn mới hấp dẫn này. Rồi, đúng rồi. Cho tấm bằng tấm nào, cuộn một lần. Chế, bé không tỏa là, đã là. Ăn một tay mới hấp dẫn này. Món này ăn một tay mới được. Vô đi em trai, ngon không? Ngon quá. Lâu lâu thì anh từ Brắc qua huyện Công Phong thì anh em mình làm một con heo 60 kg. Tướng con làm một con gì ăn về ngon, mới ngon. Ngon. Heo này heo nhà. Đúng rồi. Tự nuôi. Nếu mà heo ở ngoài kia mình dám ra đâu. Rồi rồi chị được chia phần ai đấy. Làm gì đấy? Ồ. Rồi lại chia thêm một phần nữa. Cái phần này là hai người đang múa ruột. Tí nữa ăn hết là không có phần. Ta nghe chú hợp. Và con tổ này chẳng có phần nữa rồi. Rồi mình cũng làm một miếng nhá. Rồi đây nhá. Đắp lên nè. Một phần yên tình đằng mơ bởi ra. Kẹp ớt này. Tạ lục cái này. Quay nó người. Con có nhủ. Cái này thì làm tái. Cái này là tái rồi. Nhúng tái nhúng nước đóng rồi. Tức mày là bắt đầu tiết. Tức mày phải. Đệ tiết này lên cái miệng. Chấm đại là một cái. Vua đặc biệt không được gì vua luôn. Mà cà mấy được hai món này. Sống này, món tái này. Còn món bò lòng nữa. Đấy. Ăn đi. Món xương đi làm thêm món bấm với lói chuối non nữa. Cũng dạng tá tái đấy. Dạng tiết canh. Rồi anh, nói chung là anh em đoàn Brắc lên đây thì anh em hình công tiếp rất tuyệt vời, chu đáo, ngon, làm ngon. Vô. Ngon ăn ngon. Đi, ngon gặp rất. Đi, gặp à, đi. Ê, tổng cà nâng. Nâng mạng tổng cà nâng, tạc riêng hả, tạc riêng hả, tạc riêng hả. Em cà bưng ốc. Mạng trường sao? Nhỏ, có con nè. Quay ông lâu, chúng ta phải hiềm lăng. Lăng nhỏ. Hiếm bố ông là vít thân bông. Bông cơ rồng đẹp hẳn tạc lên.
công nghệ là bài bản hơn, nó rất là ruột, nó ruột nó mạnh lắm, nó chín luôn. Đây gọi mới là ăn heo heo nóng. Bác ngồi, bác ngồi. Không thích chưa? Cái gì? Ừ, dơ. Mệt rồi. Mệt rồi, mệt rồi. Thằng mới sầu. Chẳng thơm ra. Lâm. Ra, nữa là, ra này. Gọi là ăn uống là đúng nguyên cấp. Đúng người đồng bào rồi. Sao? Đúng bản sắc của người đồng bào. Đúng là phong tục của người ế đê thật. Hồi xưa là mình ăn vậy, giờ mình phải ăn vậy. Hồi xưa là biết sao không? Tuổi thọ người ta sống được là 80-90, đúng không? Đúng rồi. À, do là ăn là nguyên chất gì? Đâu có thuốc men. Bây giờ mình ăn đúng rồi ngon. Heo này không nuôi cám. Heo này heo nuôi từ cây chuối và cơm gạo. Đó. Nên ăn nó mới ngon thế này. Còn heo mà nuôi là vì cám viên ăn không ngon đâu. Toàn mỡ không, chất khoa học ăn không ngon đâu. Heo đồng bào mình ăn ngon lắm. Nên nãy giờ ăn nhiều, từ nãy giờ ăn rồi. Quá trời luôn. Chắn giờ ăn tiếp nữa. Đây, gần, hết, gần hết thầu rồi đấy. Gần hết rồi đó. Bánh con tô. Ê, được lăn nè, ê, đúng không? Cứu mạnh cả bừng thế này là mạnh lên nhá, mạnh lên nhá, ngon lắm, để lâu cái này ăn nguội nguội ngon đâu. Này lúc nóng nóng vậy ăn mới ngon này, này có được thơm luôn này, ăn ăn thế này luôn, thơm luôn, có được chấm luôn, chấm luôn. Đây là món tái mà nè, món tái nè, đây là món sống này, món tái đó, nhớ đây. Đấy. Đó, đó. Nhúng nhúng nước sôi. Thôi. Ngon. Ngon. Ok. Mà đây là một phần có. Đâu này. Đó. Ừ. Món này không không thiếu cái điều. Mời em. Đấy. Lâu quá em không gặp nhau, gặp lần ăn tái thế này cũng vui vẻ lắm. Thôi mời tất cả anh em anh bông bông. Anh em lâu ngày là anh em giao lưu từ Marak đến Cùng Rông làm theo khoảng 60 quý tuyệt vời ngon vô cái dịu ngon. Dịu ngon. Dịu ngon phải có mùi hiền, mùi ngon. Từ hồi xưa đến bây giờ không bao giờ quên được cái món ăn này. Chua chua cay cay. Chua chua cay cay đậm đà với thịt con lợn nó dài 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 ấy. Có nhiều người là thích ăn ớt nhiều hơn lắm. Phải chấm thêm ớt này, ớt chanh này. Đấy. Ông thấy cái tiết rồi. Mà phải quay này này các bà làm miếng to luôn này cái loại này, cái loại này là ăn ăn bằng đũa không ngon đâu rồi lâu ngày các bà phải không rồi chưa cay lắm rồi phải chăm thêm là cái ớt chanh nữa rồi làm một hớp cho nó đỡ á đời rồi à pê hết cái đầu luôn sảng khoái lâu ngày gặp cháu làm tí nha. Mời. Thôi làm thế ha. Nói chung là qua chỗ cháu chơi thì món ăn tuyệt vời. Đúng là người ta bảo đúng là ngon. Nguyên chất. Nghe đây. Mời. Chú cũng mừng. Đang đang trực tiếp. Làm đi. Qua đây làm theo cái sau đi là anh làm đi chứ. Tuyệt vời đấy. Ngon. Anh rắc qua heo bộ nhìn thăm gia đình. Đình thủ bông. ไปดูดิตามองให้ผมหน่อยอีกทีนะครับบ่บ่นะครับเดี๋ยวเอาไปทางเด้อล่ะโอ้บ่จ๋าแต่ 3 ตะปูก็ดีครับผมสั่งไอ้ตุ๊กตัวนั้นใหญ่เป็นยังมา
เดี๋ยวฟอดอ่ะไอ้หน่วยจริงอยู่ตรงนั้นตรงตั้งรถมอเตอร์โหลไอ้มาเยอะจังผมเม็ดเราเหรอสั่งเราเลยอันเอาทุกอันอ่ะพี่อันไม่ไหนไหนคนหุยเฮ้ยเก็บละคนไอ้ลังตกันตัวระจังเลยเก็บละไอ้ลังก็กันคนเข้าอาเดนเฮ้ยดิสเปตลงไหมอ่ะน่าทนตาเราเลยเมื่อไงเดี๋ยวอันเต้เมียนเมียนเมียนเท่าเมียนว่าจะเอาอย่างไรอันอย่างไรจักรจันทร์ละอันผมว่าทำเครื่องต้นละอันกว้างเลยไปโมเดลจุดเบียร์แล้วกินกันไงกินเบื่อที่บ้านที่ละบ้านที่ละก็ละเราrau cay à, rồi là da ớt thật cay mà ăn ngon người đảm bảo đấy sắp hết rồi đợi đi quân dài đồ có ăn mà quân căng anh em mình làm thứ nào là không biết là tại ông nào làm đấy tại anh em mình không sợ đâungon không bạn? Được, ngon lắm. Các bạn ơi, ngon lắm. Hôm nay ăn được tá tái này. Truyền thông mình nói là ăn tá tái, tức là ăn sống luôn. Ăn sống luôn đấy. Ăn sống. Đây là ăn tái. Đây là lá chanh này, bắp chanh nữa này, ớt nữa này. Ớt này hơi đỏ quá, nhưng mà không cay mấy. Đỏ mà không cay. Rụng. Ok, ok. Đây bắp tao. Này ngồi đó ai? Đây miếng hai này.Ừ. Là kêu, ăn cái này là mình nhai nhiều là không được đâu. Covid 20 rồi. Sơ lượt là mình nuốt luôn. Đây là mà tốt. Lách luôn này, lách sơ thôi. Thuốc này, có thuốc này. Thuốc dài. Thuốc dài rồi. Đây có thuốc dài rồi. Thuốc này dài là ngon lắm. Nhưng mà là lâu lâu gặp lần thuốc dài này. Bắt đầu. Nhớ nhớ. À, cũng ai là cũng làm thêm đây.